Chiều nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cùng bà Nguyễn Thị Anh Thi, ông Nguyễn Mạnh Toàn đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Mỹ An, quận ngũ Hoàng Sơn. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố báo cáo kết quả của kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, tình hình kinh tế xã hội trong năm 2022, kết quả trả lời ý kiến cử tri kỳ tiếp xúc trước đó. Cử tri phường Mỹ An kiến nghị thành phố cần có chính sách và đầu tư cho người cao tuổi có lương hưu trung bình, có điều kiện sử dụng dịch vụ trung tâm dưỡng lão. Văn phòng đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cần lập trang tin điện tử để thu nhận và trả lời ý kiến phản biện cử tri. Thành phố quan tâm đầu tư kinh phí để hoàn thành các hạng mục giai đoạn 2 cho trung tâm văn hóa phường đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân. Trên cơ sở các ý kiến cử tri, đoàn đại biểu đã tiếp thu, giải trình một số kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đại diện tôi đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận và đánh giá cao ý kiến của cử tri, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp với sở ngành địa phương giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật.